Hello. Để xem mọi cái gì. Được rồi. Chào gia. Em tao nói cho mày nghe. Xin chào mọi người, chào Thơ Quang, chào tất cả mọi người con các con ở dưới diễn đàn của Thơ Quang. Chào mấy ông bạn già nha. Chào mọi người nha. Rồi. Hello, chào Trung. Trung nói đi con. Dạ hello. Con em chào anh Thơ Quang, chào Bố Cầm, chào chú Bắc, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Mắt anh Bắc. Gì? Sáng đây nè anh bắt quay chiếc xe em của anh bắt cho mọi người xem nó bự cỡ nào mà sao ông già nó quá vậy? Sao quá không? Gì? Bao giờ tao gỡ bánh tao lấy gặt tao kê lên rồi xong ngay thôi được. Tôi nói đi vô. Anh nhà tôi cho anh gỡ anh quát cũng không có nổi. Không bắt nổi đó chứ, bắt nổi đó chứ đừng có đùa. Nó kỳ nhiều cái lắm chứ đâu phải một cái đâu Bố Cầm. Thực ra mà nói thì nhiều khi con cũng biết là bố ở bên Mỹ nè, rồi chú Bắc ở bên Đan Mạch, rồi mấy anh chị em nữa cũng ở bên Mỹ nhiều, mà nhiều khi mà động chạm nhiều quá thì cũng sợ là bố với anh chị buồn. Thế nhưng mà thực ra cũng không nói tới bố với anh chị đâu, mà không, chủ yếu là mấy cái thành phần nó nhưng mà mấy cái thành phần nó lên mạng nó nói nhiều cái nó tức cười lắm. Bởi sao? Bởi vì là có mấy cái thông tin như này mà thấy nó buồn cười này. Ví dụ như chú nói thế này, này cuộc đời á không có cắn đắng có cay thì nó lại không vui. Như chú cháu mình, anh em mình đi làm mệt chết mẹ, nhưng mà lâu lâu á mình không coi cái hài này thì mình có cái hài khác để cho nó cuộc đời nó thêm có nụ cười chú ạ. Đúng rồi, con cũng thấy nó hài. Nó hài ở đây nó hài về nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là đầu tiên mà con đánh giá thì con đánh giá vào cái góc độ tư duy và nhận thức của cái người hỏi á. Bởi vì sao? Bởi vì anh nói gì thì nói, cái vấn đề thì từ xưa đến nay thì ngay Bố Cầm ở Mỹ, Bố Cầm nhìn ra luôn này. Ví dụ như là sắp đến các cái đợt tranh cử hay có cái vấn đề gì á, là thường Mỹ người ta sẽ lợi dụng vào một cái vấn đề nào đó để người ta giống như kiểu câu view câu like mà mấy thằng nó hay làm YouTube bây giờ mà. Nó không có gì lạ hết, cho nên là ví dụ như gần đây nhất này là Australia người ta đã gỡ bỏ toàn bộ camera Trung Quốc tại các cái tòa nhà của chính phủ. Có nghĩa là trước đó người ta đã lắp toàn bộ camera là của Trung Quốc hết nha. Đây là mình cứ nói là của hai công ty Trung Quốc. Thì trước đó người ta đã lắp rồi, thì không biết vì nguyên nhân nào đó thì người ta cho rằng là vấn đề liên quan an ninh quốc gia thì người ta ngắt rồi, ok, cái đó là một. Cái thứ hai nữa là chính Trung Quốc người ta cũng chỉ trích việc nhiều bang ở Mỹ là đang nghiên cứu để đưa ra một cái luật, đó là cấm công dân Trung Quốc không mua nhà đất ở Mỹ. Đó mà trong khi đó là nước Mỹ là nước tự do mà cấm công dân Mỹ người Trung Quốc là không được mua nhà đất ở Mỹ. Mà trong khi đó là mấy cái thằng tao cắt mày chút xíu, đủ trễ quá rồi, đủ nó mua mẹ rồi, gần hết nước Mỹ rồi. Thì đó, ngay cả cái phước Lộc Thọ đúng không? Ngay cả cái phước Lộc Thọ ở thủ phủ không? Ngay kể cả là cái phước Lộc Thọ gọi là thủ phủ của mấy cái ông mà chuyên lên gào thét này kia đó, đấu tranh đó, rồi cũng là của người Trung Quốc luôn, rồi các ông chui vô đó. Các ông chui vô đó, các ông buôn bán xong các ông đi trả tiền cho người ta. Các ông không thấy cái nỗi nhục mà các ông mấy chục năm cơ mà các ông vẫn cứ gào thét vậy. Mà trong khi đó là luật đất đai của Việt Nam và luật đất đai của Mỹ thì nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như mọi người nghiên cứu là đọc sẽ biết là người nào với được phép là có cấp quyền giấy chứng nhận sử dụng đất ở Việt Nam. Chứ không phải là anh đến Việt Nam là anh muốn mua cũng được nha. Còn có nhiều thành phần lên mạng cứ kêu là người Trung Quốc người ta nhờ người này mua, nhờ người kia mua. Con xin lỗi luôn, nếu như ai muốn mua đất mà là quốc tịch nước ngoài á, nha, đưa tiền đấy con mua cho. Con mua hết. Đại ngu đủ quá. Bởi sao? Bởi vì mua đất xong là giấy chứng nhận quyền sử dụng là sử dụng đất là tên của con mà. Con đâu có được sang nhượng bán cho người nước ngoài đâu. Và Việt Kiều ở đây khóc cái điều đó cũng rất là nhiều, cái đó là một bài học mà người đó nó không biết gì hết trơn mày. Mấy tụi nó ngu đậu thầm. Thế nhưng mà nhiều thành phần nó lên là nó nói rất là hưu vượn, thế nhưng mà lại có người nghe. Giống như kiểu mới đây là con thấy có hai vấn đề này. Thứ nhất là cái tổ chức liên minh dân tộc gì đó. Ôi trời ơi. Nó lên nó phán, trời ơi, nghe là giới thiệu toàn là giáo sư với tiến sĩ rồi mặc vest rồi các kiểu rồi chủ tọa đoàn rồi các kiểu ghê gớm lắm. Nó nói mấy cái câu mà nghe nó rất là hài hước, mà con không nghĩ là những cái thành phần nó lớn tuổi như vậy mà lại phát ngôn những cái câu nó trẻ con như vậy. Mà trong khi anh sống ở đâu? Sống ở Mỹ nha, chứ không phải là sống ở cái vùng sâu vùng xa nào đó đâu, mà sống ở một nước văn minh tiên tiến nhất thế giới mà lại có nhận thức như vậy. Bây giờ nói gì thì nói này,
anh lấy cái tư cách đúng gì rồi. Mà anh một đó. Số thành phần khác ấy, một số thành phần khác nữa là tôi đóng góp để cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi, cái này là một trong những cái mà con nghĩ là chỉ có những thành phần hoang tưởng nó mới nghĩ ra thôi. Đúng rồi, nó, là một thứ hai nó, nữa là nó hút cầm nhiều quá. Nó đòi là gì, đối thoại với cộng sản rồi thế này thế nọ, rồi xong bắt đầu nó bảo là nó đòi hỏi cho người Việt Nam có quyền tự do, rồi đặc biệt là tự do bầu cử, chứ như ở Việt Nam là đảng cử dân bầu, thế ở Mỹ không đảng cử dân bầu à? Ngu. Ở Mỹ có phải đảng cử dân bầu không? Nó ngu hết mà thần. Trong khi đó là ở Mỹ là các ông chỉ có hai ứng cử viên thôi, hai ứng cử viên trên một vị trí, nhưng ở Việt Nam thì khác cả nhà. Ủy viên Bộ Chính trị rất nhiều, bầu rất nhiều cấp và tới Ủy ban Bộ Chính trị sau đó mới bầu các cấp khác nữa. Nó một cách khác. Mà cái đặc biệt ở đây nó một cách khác là nó chẳng hiểu về luật bầu cử của Việt Nam gì hết. Nếu một cách là nó hay nói một cái câu từ từ nó đưa ra một cái vấn đề là một cái tiêu đề chứ hay là đòi Việt Nam là tự do rồi bầu cử rồi kêu là tự do nhân quyền cái hầu chứ. Tao nói mày ngồi cắt khẳng đi cái bạn mày và ngay buổi hôm nay tao nói là tất cả những cái chuyện về nhân quyền tự do bầu cử Việt Nam hơn hẳn Mỹ xa lắc. Tao về với no, no, no. Hơn hẳn Mỹ xa đó. Nhưng mà bố cầm nói chung nè, nếu mình nghĩ kỹ lại mình thấy lạ không? Tức là nếu mà Mỹ nó cấm như vậy, tức là trước đây là Mỹ đã có bán đất cho người Trung Quốc đúng không? Đúng. Có bán. Còn Việt Nam mình á. Còn Việt Nam mình á, từ không xưa bây giờ có ai dẫn chứng được là bán đất cho người Trung Quốc chưa? Không bao giờ. Mà có cái này hay đấy nè. Đúng không? Có cái này hay đấy nè. Cái quốc tịch không cũng là Việt Nam mình cũng hay nè. Anh là thằng Tây, anh lấy vợ Việt Nam, anh sống tại Hà Nội, anh sống tại mình. Nhưng mà anh muôn đời cũng không bao giờ dùng quốc tịch Việt Nam. Từ lúc khi nào những nhân vật đặc biệt nhất mà chủ tịch nước ký thì anh mới được. Ngoài ra không có cấp phát quốc tịch bừa bãi. Nó thẳng là vậy, còn đừng nói thì có nghĩa là anh vẫn phải làm thủ tục để xin cấp quốc tịch. Đấy, thế nhưng mà ở đây là mình thấy con thấy lạ lùng ở chỗ như này này. Cái ở nước Mỹ là nếu nói theo hướng nào á thì mình cũng thấy có cái sự bất cập của nó. Mà cái bất cập này thì con công nhận thôi, nhưng mà những cái thành phần kia nó lại không công nhận và nó chỉ chĩa mũi dùi vào Việt Nam. Bởi sao? Bởi vì nếu như Mỹ người ta không bán cho đất cho Trung Quốc thì tại sao bây giờ người ta lại phải ra luật để cấm? Đúng rồi. Đúng không ạ? Mà đã cấm rồi thì nước Mỹ có còn tự do nữa không? Mất rồi, đúng không? Mất cái tự do rồi gì nữa? Người ta tự do mà thì tại sao không cho người ta mua bán? Kinh tế thị trường mà, người ta có tiền, người ta có quyền, người ta bảo là theo cái gì đó công ước của Liên Hợp Quốc rồi quyền này quyền kia, thế tại sao người ta lại không có quyền mua đất của Mỹ? Nó rất là lạ lùng. Nói nhiều cái vấn đề nó sửa sai hoài, nó sửa hoài, gọi là sửa mà nó gọi là tù chính án là làm hoài làm tới lươn xuôi làm ngựa làm hoài nói lần trước nói thì thực ra cái đó nó cũng dễ hiểu thôi bố. Cũng như ở luật ở Việt Nam thôi, bởi vì sao? Bởi vì là khi mà xã hội càng phát triển thì nó còn cần có cái sự thay đổi để nó đáp ứng với lại cái sự phát triển của xã hội nên bắt buộc phải thay đổi, thì cái đó chuyện nó thì chúng ta thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà ở đây là con đang muốn nói đến là cái tính công bằng. Tính công bằng ở đây đó là gì? Dĩ nhiên là hai quốc gia nó có sự khác biệt nhau rất là nhiều thứ. Thế nhưng tính công bằng ở đây là đòi hỏi phải công bằng là toàn diện. Chứ không thể anh nói một đằng mà anh làm một nẻo, hay là anh đi tuyên truyền, anh đi xuyên tạc một đằng. Đúng không ạ? Nhưng mà thực tế ở quốc gia anh nó lại khác. Cái điều đó là sự dối trá. Và bản chất này bao nhiêu năm nay nó vẫn không thay đổi. Giống như kiểu là mới đây á, con mới coi cái clip của ông Hà Văn Sơn, ông đối thoại với này ông Nguyễn Tấn Lạc. Thì thực ra mà nói á, thì con đánh giá là ông Hà Văn Sơn á, ông có hai khía cạnh. Là con đánh giá như thế này. Thứ nhất là ông Hà Văn Sơn, ông nói chính xác về góc độ lịch sử. Có nghĩa là ông không xuyên tạc về góc độ lịch sử. Thế nhưng cái mục đích phía sau của ông Hà Văn Sơn như thế nào thì chúng ta chưa biết. Thế nhưng mà nếu mà để bây giờ một số thành phần đã lên mạng tung hô ông Hà Văn Sơn là gì? Là quay đầu là yêu nước. Cái đó là con thấy rất là lạ lùng. Không. Rất là lạ lùng nha. Không có lạ lùng có vẻ trên cái điện đó là cái chuyện hùa thôi. Nhưng mà Hà Văn Sơn, tao đã coi clip rồi. Nó có một vài tiêu điểm là một cái vài tiêu điểm ta xác nhận Hà Văn Sơn nói đúng. Trên cái vấn đề coi. Nói đúng, chính xác về góc độ lịch sử. Lịch sử. Ngoài ra, điểm bàn, tao không cần quý đâu. Thì bởi ta mới làm lạ, ta nói đủ, mà từ xin bên đây đủ Hà Văn Sơn thì không phải đâu. Bởi vì ít nhất trong con người ta cũng phải có một cái điểm nào đó, một cái giây phút nào đó, họ phải nghĩ lại lịch sử và họ đó, cái điều đó là đúng. Còn tất cả mọi chuyện kia thì vẫn có, từ xưa Hà Văn Sơn là chê bai tất cả mọi cái gì, còn từ ngọn cây, cộng cỏ, cộng hành cái gì cũng chê. Đúng rồi. Mà hôm nay lại xác nhận về lịch sử đúng. Cái thằng chó chết mà Hà Văn Sơn nó lên tiếng mà nó khen khen Việt Nam là có chừng lại sắp sửa có chuyện.
nó đang kiếm đường về nữa. Đi, đúng rồi đúng quá mẹ ơi, cái thằng đó là cái điểm này á, cái hồi điểm xưa nó đã có... ca tục xong rồi nó về xong sang nó lật kèo, thằng này là cái thằng điếm thúi mà cái nhìn người ta nói là mẹ nhìn cái mặt đã bắt hình trong những cái mặt đó là thôi mẹ ơi, thôi mẹ ơi mày nói mày đừng có làm tao sợ, tại vì mấy vợ tao ở Việt Nam nó nói rồi, nó nói là sao nó mệt nữa bắt cầu rượu con cha này ăn mình chua xanh nó mày đụ ghê quá đụ má mất ngủ là những cái lời chối căng sau cùng đó đụ trước khi người ta hồi đủ. Xưa nó lên nó nói nó ca tụng là tôi đã ở bên kia, tôi nói rồi, tôi nói thằng này là thằng điếm thối đồ mà coi chừng nè, y chang luôn, là cái mặt nó điếm lắm. Thì đó, con có nói là chắc chắn là sẽ có mục đích ở phía sau, chứ không phải tự dưng mà lại như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là bản thân con mới tham gia thôi, nhưng mà con đã gặp nhiều thành phần rồi. Tự dưng người ta khen, tự dưng người ta nói những một vài điều tốt đẹp về đất nước, tự dưng lại có một số thành phần là gì? Rồi. Anh này anh quay xe, anh này anh yêu nước, rồi anh này anh ấy thúc đẩy để cái gì thực hiện nghị quyết 36 và chỉ thị 45 rồi tùm lum hết, đoàn đại đấy cái gì đoàn kết dân tộc rồi cái gì đấy tùm lum hết đúng không ạ? Cái điều đó thấy rất là vô lý. Hôm trước bố cũng nói rồi, chống cộng thì không có đúng, nhưng mà cái điều mình nói là chống lại đất nước Việt Nam mình bao nhiêu năm, 30-40 năm, đùng một cái một đêm buổi sáng dậy đủ má mình nói lụ má khen hoặc là nói những chiều điều và lấy lòng hoặc là có cảm tình ra mình thấy là sao quá mình nghĩ đủ má, nhưng mà nói gì thì nói bây giờ mày thay máu hoặc là mày thay tao không biết là mày thay máu Hà Mã hay là Bít Bu vô thì nó cũng vậy thôi đủ mà thay máu chứ chắc gái khổ vậy mình rồi mày làm như vậy thì có người dân mà tao nói mày rồi người dân Việt Nam nó hay đó là tao không biết tao nói mày rồi đó, cái camera mà chạy bằng cơm ở Việt Nam mình nó nhiều lắm, được hang cùng ngõ hẻm chỗ nào cũng có hình ra mình đúng nhất là người ta phát giác là liền nó bảo đảm cho mày con nghĩ là như này, khả năng là sáng hôm đó là do tối hôm trước là mất ngủ, sáng sau dậy muộn là chưa kịp phút cần nên là phát biểu nó hơi thật thà đúng rồi, phát biểu nó hơi thật thà thì đó giống như kiểu anh Y Ban Đi Cung anh cũng vừa nói này, một cái nội dung mà thấy rất buồn cười khi mà một cái đất nước như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Syria người ta xảy ra một cái thảm họa lớn như vậy. Chung tay rất nhiều nước tham gia cứu trợ, viện trợ các thứ, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thế nhưng khi Việt Nam chúng ta cử các cái chiến sĩ của lực lượng cảnh sát và của công an đấy và của quân đội sang để thực hiện cái nhiệm vụ gọi là cái tình hữu nghị của hai quốc gia cũng như là cái tình người với nhau đó, gọi là hỗ trợ trong lúc khó khăn đó, thì nhiều thành phần ở kể cả trong nước cũng có, nó lên nó bỉ bôi, nó chê bai rồi nó mỉa mai các kiểu nó kêu làm màu mà nó ác lòng của chúng mày nè, mày phải hiểu điều này nè, thằng bị nó cấm vận thành Thổ Nhĩ Kỳ mà trong khi người ta thiên tai coi như lớn nhất trong lịch sử của Syria, nó cấm Syria, nó cấm Syria thì tôi nói mày nghe, cấm Syria mà không tháo dỡ cái lệnh cấm ra thì người ta làm sao người ta những cái nước kia, ví dụ người ta có lòng là hảo tâm hoặc là ta cứu giúp thì đừng có thấy rõ ràng nó không nhất định không dỡ là không dỡ, đó là một cái sự tàn nhẫn mà mọi người cảm thấy là trong cái lịch sử loài người ta cảm thấy là mình không có còn cái từ để diễn tả nổi, không có từ nào mà diễn tả nổi, nó thẳng lại vậy. Mà trong khi đó là bộ thấy sao, có nghĩa là nó lên nó chê bai thì thôi chúng ta cũng biết rồi, một số thành phần mà nó sinh ra nó đã nó không toàn vẹn về trí óc rồi thì thôi mình cũng thông cảm cho nó thôi. Thế nhưng ở đây là mình muốn nói là gì? Con người ở Syria thì cũng là con người cả. Thế tại sao chưa có một cái thằng nào con nào nó lên hay là giáo sư, tiến sĩ hay là cái chuyên gia nào nó lên nó viết một cái thỉnh nguyện thư hay là nó làm một cái cầu truyền hình bình luận sâu hay là một cái gì đó hay là rung chuyển Washington là gì đó đề xuất là chính phủ Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Bây giờ nó phải biết là tại sao Syria bây giờ cái tiếp cận để cứu hộ nó rất là khó. Bởi sao? Đất nước Syria là đất nước đang xảy ra chiến tranh. Mà cái chiến tranh đó do ai mang tới? Năm phe bảy phái đấm nhau là do ai? Do Mỹ hết. Chúng ta thừa nhận một cái điều như đó. Trước đây Syria có như vậy không? Bây giờ từ sau khi Mỹ và NATO đưa quân vào Syria nó mới trở thành như ngày hôm nay. Thì cái đất nước mà đang xảy ra một cuộc chiến thì chúng ta biết rất là rõ là cái việc tiếp cận nó rất là khó khăn, đặc biệt về đường không. Bởi vì sao? Bởi vì là vô tình quả tên lửa nó bắn phát có khi là chưa kịp đi cứu người ta mà mình đã hy sinh rồi, đúng không ạ? Đó là một. Thứ hai nữa là gì? Mỹ đang cấm vận, có thể là Mỹ còn đang tạo hành lang cái cấm vận, cái cấm vận là cái tàn nhẫn nhất trong tình lịch sử loài người. Mình phải lên án.
Ok thì tao bận công chuyện chút rồi tao xuống chút ha. Dạ. Rồi. Rồi có gì bớt. Vợ về, vợ về tới, vợ về tới. Má mày. Má mày. Vợ về tới, vợ về. Ông có ông đi kiếm bộ đồ nghề để ông tháo cái bánh xe mô tô của anh á.